Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tuần này với chủ đề về môn bóng bàn. Chương trình sẽ có bài khái quát về lịch sử ra đời và phát triển của môn bóng bàn. Tiếp đó, huấn luyện viên Hoàng Thanh Bình, phụ trách môn bóng bàn, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên sẽ tư vấn về cách lựa chọn vợt và trang phục phù hợp với bộ môn bóng bàn, hướng dẫn kỹ thuật cầm vợt và các kỹ thuật cơ bản cho những người mới tập bộ môn bóng bàn. Mục câu chuyện thể thao với phóng sự câu lạc bộ bóng bàn Eco Park, nơi hội tụ của những người có chung niềm đam mê. Thưa quý vị, bóng bàn đang là môn thể thao phổ biến được nhiều người ở các lứa tuổi khác nhau lựa chọn tập luyện để rèn luyện sức khỏe. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về môn thể thao thú vị này. Trước tiên là những thông tin về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng bàn. Bóng bàn có nguồn gốc từ nước Anh, vốn là một trò tải trí trong phòng khách vào giờ ăn tối. Phiên bản sơ khai của trò chơi được phát triển bởi các sĩ quan quân đội Anh vào khoảng những năm 1860 hoặc 1870. Ban đầu người ta sử dụng một dãy sách dựng dọc giữa bàn để làm lưới và dùng hai cuộn sách làm vợt đánh một trái bóng gôn qua lại liên tục. Về sau bóng bàn gắn liền với tên tuổi của James Gibbs, một kỹ sư người Anh, ông đã sử dụng bàn ăn, bóng nứa và vợt gỗ để thực hiện trò chơi. Sau đó trái bóng bàn được nghiên cứu và sản xuất bởi James Gibbs và hãng Celluloid. Trong thời kỳ đầu, bóng bàn tại Anh được gọi là ping pong. Cái tên được hình thành do tiếng động của quả bóng khi đập xuống mặt bàn. Đến năm 1926, Hiệp hội bóng bàn thế giới được thành lập với tên viết tắt là ITTF. Bóng bàn du nhập vào Việt Nam khoảng những năm 1920 là một môn thể thao giải trí dành cho giới thượng lưu. Những năm sau đó, bóng bàn phổ biến và phát triển mạnh mẽ ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn. Hiện nay, môn bóng bàn phát triển mạnh ở nước ta thu hút đông đảo người chơi. Đây là môn thể thao có dụng cụ chơi đơn giản gồm bàn bóng bàn, vợt và bóng, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Bóng bàn thường có hai đội tung là đánh đơn và đánh đôi. Sau đây, huấn luyện viên Hoàng Thanh Bình, phụ trách môn bóng bàn, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên sẽ tư vấn về cách lựa chọn vợt và trang phục cho người mới chơi. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một số vận dụng cần thiết để chơi một môn bóng bàn. Đầu tiên, mình xin giới thiệu quý vị và các bạn đó là cốt vợt. Cốt vợt thì dành cho người mới chơi thì thông thường là mình khuyên mọi người nên dùng cốt vợt thuần gỗ. Dùng cốt thần gỗ bởi vì nó sẽ tạo cho người chơi cảm giác tốt nhất. Khi mà mới tập luyện môn bóng bàn thì chúng ta không nên dùng các loại vật có cấu tạo sợi carbon thì nó sẽ nảy và làm cho những người chơi mới chơi khó kiểm soát. Bước tiếp theo là mình sẽ chọn mặt vợt. Mặt vợt thì thông thường chúng ta sẽ người mới chơi sẽ dùng những loại mặt vợt có độ nảy trung bình. Sau khi chọn cốt vợt và mặt vợt thì kết hợp với nhau thì nó sẽ ra như hình thức như thế này. Đây một chiếc vợt dành cho những người mới tập chơi. Đặc điểm của chiếc vợt này là độ nảy trung bình, dễ kiểm soát. Tiếp theo để chơi môn bóng bàn thì chúng ta sẽ chọn giày. Giày thì chơi môn bóng bàn có rất nhiều loại. Với những người chơi cơ bản hoặc là những người chơi mới chơi thì chúng ta nên chọn những chiếc đôi giày có giá bình dân, ví dụ như đôi giày truyền thống cốt két. Tiếp đến là đôi giày của hãng XBD, đôi giày trên tay tôi đây là một đôi giày giá bình dân, mọi người hay dùng. Đôi giày này có độ bám rất tốt và độ ma sát đàn hồi rất tốt. Đối với đồng bàn thì nên chọn những đôi giày có đế thấp và ma sát tốt để tránh giảm xung chấn cho đỡ hại cuộc sống. Về trang phục của môn bóng bàn thì đặc điểm của trang phục môn bóng bàn cũng như các môn thể thao trong nhà khác thì chúng ta sẽ sử dụng những bộ quần áo thoáng, mát. Quần thì sẽ sử dụng những loại quần short gọn, dễ di chuyển, thoáng mát. Chúng ta sẽ lựa chọn những bộ quần áo tối màu hoặc tránh những màu sáng để đỡ bị lóa soi bóng. Tiếp theo chương trình, huấn luyện viên Hoàng Thanh Bình, phụ trách môn bóng bàn, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên sẽ hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật cầm vợt và các kỹ thuật đánh bóng cơ bản cho những người mới tập bộ môn bóng bàn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật cách cầm vợt và kỹ thuật đôi công phải, đôi công trái. Cách cầm vợt thì có hai cách cầm vợt cơ bản, đó là cách cầm vợt
ngang và cách cầm vật dọc. Trong cách cầm vật ngang thì có hai cách, đó là cầm lông và cầm sâu. Khi đưa hổ khẩu vào cầm vật, nếu hổ khẩu sát vào cốt vật là cách cầm sâu, còn nếu cổ khẩu nuôi lại thì nó là cách cầm lông. Tôi sẽ giới thiệu trước về cách cầm vật sâu, đó là đốt sát hổ khẩu, đút sát vào cốt vật, hai ngón cái và ngón trỏ sẽ ép sát vào hai mặt vật để giữ ổn định mặt vật. Tiếp theo chúng ta sẽ ngắm thẳng giữa cốt vật và cái chồi của cổ tay thẳng nhau. Đây là cách cầm vật cơ bản. Các bạn cầm lại cách kỹ thuật cầm vật theo thầy. Tay bàn tay này này, cầm sát. Đây là cách cầm sát vật, ngón trỏ ép xuống mặt vật trái, ngón cái ép sát vào để giữ cố định mặt vật. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu kỹ thuật đôi công phải. Đầu tiên, hai chân rộng hơn vai, đầu gối trùng, thân người đổ về trước, hóp bụng, thẳng lưng, khoảng cách giữa cánh tay và thân người là từ 15 đến 30 độ. Khoảng cách giữa cánh tay và cánh tay ngoài và cánh tay trong là 90 độ. Khi bóng sang qua lưới sang bàn nảy lên là điểm cao nhất, vật năng từ sau ra trước lên trên và sang bên trái, và kết thúc ở đuôi mắt trái. Đây, kết thúc một động tác đây. Em sẽ làm lại theo thầy. Giống như đấy. Đây là giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn đánh bóng. Đấy, đúng rồi, đạp chân xoay hông nào, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đánh về và đánh về trước. Sang ngang, trọng tâm dồn từ chân phải sang chân trái. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật đôi công trái, hay còn gọi là kỹ thuật vụt nhanh trái tay. Cách cầm vật vẫn như cách cầm vật phải. Tư thế chuẩn bị, hai chân rộng hơn vai, đầu gối trùng, thân người đổ về trước. Khoảng cách giữa cánh tay và thân người là 30 đến 45 độ. Mặt vật nghiêng so với mặt bàn tầm 60 độ. Khoảng cách giữa cánh tay trong và cánh tay ngoài là từ 90 đến 100 độ. Giai đoạn chuẩn bị, bóng đưa từ sau ra trước, lên trên và sang bên phải. Kết thúc vào đuôi mắt phải. Đây, động tác đôi công trái. Trong kỹ thuật động tác đôi công trái thì chúng ta cần phải lưu ý, đó là cái khỉu tay là phải nằm trụ. Đấy, nằm trụ. Bắt đầu. Trái nằm ngồi, chỉnh tay nằm xuống. Tốt. Khi trái tay công thì chúng ta bắt đầu vào bóng.
Đi vào hoạt động chưa đầy 2 năm, nhưng câu lạc bộ bóng bàn Eco Park huyện Văn Giang đã trở thành địa điểm quen thuộc, là sân chơi lành mạnh bổ ích của những người yêu thích bộ môn này tại khu đô thị Eco Park. Bà Lê Thị Kim Ngân, cư dân sống tại khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang, đã đến với bộ môn bóng bàn này được trên 20 năm. Ngoài việc tập luyện để nâng cao sức khỏe, bà còn tham gia các giải đấu do tỉnh tổ chức và mang về nhiều thành tích cao cho câu lạc bộ. Không những vậy, để thúc đẩy phong trào bóng bàn trong khu dân cư, khu đô thị Eco Park và vùng phụ cận, bà cùng các thành viên trong câu lạc bộ tổ chức các buổi truyền dạy miễn phí cho các cháu nhỏ. Mục đích của tôi là tham gia cái câu lạc bộ này để muốn là rèn luyện, để nâng cao sức khỏe của mình và để phát triển thêm cái phong trào bóng bàn của huyện Văn Giang cho cái thế hệ tuổi trẻ sau này. Tôi sẽ cố gắng hướng dẫn để cho các cháu được phát triển thêm. Đấy cũng là một cái thế hệ kế tiếp của bóng bàn huyện Văn Giang. Con đã tập bóng bàn được hơn một tháng nay và con rất thích bóng bàn. Con sẽ cố gắng tập luyện thêm nữa để được đi thi đấu. Con sẽ duy trì tập luyện để cố gắng trở thành một vận động viên bóng bàn. Hiện nay, câu lạc bộ có 35 thành viên tham gia với nhiều lứa tuổi. Đây là nơi hội tụ của những người có chung niềm đam mê với bộ môn bóng bàn, nơi để mọi người có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cũng như kỹ thuật thi đấu. Cứ vào khoảng 6 giờ sáng và 16 giờ 30 mỗi ngày, các thành viên lại tập trung tại câu lạc bộ để tập luyện, sinh hoạt, tạo không khí vô cùng sôi nổi, hăng say. Đây là tập hợp những con người đam mê thể thao bóng bàn. Sau khi chúng tôi thành lập chính thức ấy, thì số vận động viên càng ngày càng đăng ký tham gia nhiều hơn, và cả các vận động viên chơi rất hay và cũng có thể mới tập chơi vẫn đều được và tham gia. Chúng tôi tin tưởng rằng thì trong thời gian sắp tới thì với những người yêu thích bộ môn bóng bàn sẽ càng ngày sẽ càng phát triển, và chắc chắn sẽ là môn thể thao và sẽ đóng góp giúp cho thể thao của huyện cũng như là của khu vực được tốt hơn. Tạo sân chơi và thúc đẩy phong trào, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức thi đấu, giao hữu giữa các thành viên, giúp gắn kết, cọ sát, nâng cao trình độ. Không những vậy, câu lạc bộ còn thường xuyên tham gia thi đấu tại các giải bóng bàn cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức. Tại giải cán bộ quản lý và vô địch các nhóm tuổi năm 2022 cấp tỉnh, câu lạc bộ đã giành 40 chương vàng và giải nhì toàn đoàn. Năm 2023, giải vô địch bóng bàn huyện Văn Giang tổ chức, câu lạc bộ cũng tham gia và đạt 1 vàng, 2 bạc, 1 đồng. Giải cán bộ quản lý và vô địch các nhóm tuổi do tỉnh tổ chức, câu lạc bộ cũng đã giành được 2 huy chương vàng, 1 bạc và 1 đồng. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Thể thao và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.